Nhật ký tự mở cửa hàng sữa hạt thuần chai đầu tiên tại Sài Gòn. Xin chào mọi người, mình là Phương Thích Sữa Hạt đây. Sau gần 1 năm kinh doanh sữa hạt online tại nhà và hơn 2 năm bản thân mình trải nghiệm qua hầu hết tất cả các mô hình kinh doanh sữa hạt, từ mở quầy bán mang đi đến online, từ đi làm thuê đến tự khởi nghiệp, trải qua rất nhiều khó khăn và thất bại, bản thân đã dần tích góp, trưởng thành và dày dặn hơn rất nhiều. Và sau những cố gắng không ngừng để không phụ lòng các bạn khách luôn tin tưởng và ủng hộ sữa hạt của Phương, Phương quyết định xây dựng một cửa hàng sữa hạt nho nhỏ để mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao chất lượng chai sữa ngày một tốt hơn nữa. Để tiết kiệm chi phí đầu tư, mình lựa chọn một mặt bằng không quá phô trương ở mặt tiền đường lớn, nhưng đủ rộng rãi và sáng sủa để khách hàng dễ dàng tìm đến mua sữa. Và với những ai đang có ý định tìm hiểu về sữa hạt, có thể ghé tham quan những chiếc máy nấu sữa hạt dinh dưỡng trên gian kệ. Kiểu thiết kế này mình tìm trên mạng, rồi hướng dẫn thợ thi công để tối giản chi phí nhất. Phương cũng bắt đầu dành chi phí đầu tư cho máy móc thiết bị nấu sữa công suất tối ưu hơn nữa, với mong muốn có thể cho các bạn khách dù đến uống trực tiếp hay đặt hàng online đều trải nghiệm thoải mái mức vị sữa theo ý thích. Hãy follow Phương để đồng hành cùng với mình trong chặng đường kinh doanh sữa hạt sắp tới nha.